chia sẻ được diễn ra vào cuối tháng 12, gần ngày Tết Tây, đó là ngày Khánh Chi đang dự định, đó là ngày 28 tháng 12. Và trang phục cưới của Khánh Chi rất là đặc biệt nên cũng rất là nhiều nhà thiết kế để thiết kế cho Khánh Chi, trong đó có nhà thiết kế Lucilla và nhiều nhà thiết kế trẻ để thiết kế cho Khánh Chi mặc 5 chiếc áo cưới đẹp nhất mà Khánh Chi đang thiết kế trong thời gian sắp tới sẽ bí mật cho quý vị khán giả hé lộ được chút xíu cho quý vị khán giả xem. Nhưng Khánh Chi muốn tạo sự bất ngờ cho quý vị trong ngày hôm nay của Khánh Chi. Vì vậy, những chiếc áo cưới sẽ được thiết kế thật là hoành tráng và lộng lẫy. Mấy chục ngàn viên pha lê được nhập từ bên tiệp về đây để kết trong chiếc áo cưới này. Khánh Chi sẽ được tổ chức hai nơi. Gia đình chồng của Khánh Chi sẽ tổ chức tại Long Hải và Vũng Tàu. Còn gia đình của Khánh Chi sẽ tổ chức tại Sài Gòn, đó là Riverside Palace quận 4. Khánh Chi sẽ mời 500 khách đến dự trong ngày hôn lễ đó. Chúc một buổi ra mắt nhà đàn gái ở trên Sài Gòn vào ngày 5 tháng 1 năm 2018. Mong rằng khán giả sẽ đón xem lễ đính hôn của Khánh Chi và người yêu cưng Khánh Chi, đó là anh Trần Phi Hùng. Nhà trai ở dưới Long Hải, đóng giao về Long Hải Vũng Tàu. Và sau đó một tuần lễ sau thì sẽ tổ chức ở đàn gái ở Sài Gòn. Chiếc áo dài thì Khánh Chi sẽ sử dụng cho những buổi Khánh Chi đi hát. Vì bây giờ Khánh Chi đang hát dòng nhạc bolero. Và những chiếc khi mà đi event thì Khánh Chi sẽ chọn những bộ đầm dạ hội thật là lộng lẫy và thật là sang trọng, sexy và quyến rũ. Thỉnh thoảng thì có một chút chung chúa dễ thương ở đó.